Nếu bạn có những đốm nhỏ màu nâu hoặc đen trên da, có thể bạn đang có nốt ruồi. Nốt ruồi là một hiện tượng phổ biến và hầu hết đều là vô hại. Tuy nhiên, một số nốt ruồi có thể gây khó chịu hoặc ảnh hưởng đến thẩm mỹ. Bạn có thể muốn tẩy nốt ruồi để loại bỏ chúng, nhưng liệu điều này có an toàn và hiệu quả không? Hãy cùng tìm hiểu về nốt ruồi và các phương pháp tẩy nốt ruồi trong video này. Nốt ruồi là gì? Nốt ruồi là những đốm xuất hiện trên da do sự tăng sinh của các tế bào sắc tố melanocytes. Melanocytes là những tế bào sản sinh melanin, một chất gây ra màu sắc tự nhiên của da. Khi melanocytes tập trung lại ở một vùng nhỏ trên da, chúng tạo ra những đốm có màu khác với da xung quanh, gọi là nốt ruồi. Nốt ruồi có thể xuất hiện ở bất kỳ vị trí nào trên da hoặc niêm mạc của bạn, xuất hiện đơn lẻ hoặc theo nhóm. Hầu hết các nốt ruồi trên da xuất hiện trong thời thơ ấu và trong 20 năm đầu đời. Ở tuổi trưởng thành, một người có từ 10 đến 40 nốt ruồi là điều bình thường. Vòng đời của một nốt ruồi trung bình là khoảng 50 năm. Khi nhiều năm trôi qua, nốt ruồi thường thay đổi chậm, trở nên nhô cao và có màu nhạt hơn. Thông thường, lông có thể phát triển trên nốt ruồi. Có nên tẩy nốt ruồi không? Việc tẩy nốt ruồi là một quyết định cá nhân và phụ thuộc vào mục đích và mong muốn của bạn. Một số người muốn tẩy nốt ruồi vì lý do thẩm mỹ, ví dụ như khi nốt ruồi ở vị trí dễ nhìn thấy hoặc không hài hòa với khuôn mặt hoặc cơ thể. Một số người khác muốn tẩy nốt ruồi vì lý do y tế, ví dụ như khi nốt ruồi gây đau, ngứa, chảy máu hoặc có dấu hiệu bất thường. Một số nốt ruồi có thể là ung thư da hắc tố melanoma, một loại ung thư da nguy hiểm và có thể lan rộng sang các cơ quan khác. Việc tẩy nốt ruồi có thể giúp chẩn đoán và điều trị ung thư da sớm. Tuy nhiên, việc tẩy nốt ruồi cũng có những rủi ro và hạn chế. Một số phương pháp tẩy nốt ruồi có thể để lại sẹo hoặc vết thâm trên da. Một số nốt ruồi có thể tái phát sau khi tẩy. Ngoài ra, việc tẩy nốt ruồi cũng có thể gây ra các biến chứng như nhiễm trùng, viêm, chảy máu hoặc dị ứng. Do đó, bạn cần cân nhắc kỹ trước khi quyết định tẩy nốt ruồi và nên tham khảo ý kiến bác sĩ da liễu để được tư vấn và hướng dẫn. Những lưu ý khi tẩy nốt ruồi. Nếu bạn quyết định tẩy nốt ruồi, bạn cần lưu ý những điều sau: chọn phương pháp tẩy nốt ruồi phù hợp. Có nhiều phương pháp tẩy nốt ruồi khác nhau như cắt bỏ, đốt điện, đóng băng, laser hoặc thuốc tẩy. Mỗi phương pháp có những ưu và nhược điểm riêng. Bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ da liễu để chọn phương pháp tẩy nốt ruồi phù hợp với loại, kích thước, vị trí và mục đích của bạn. Tìm một cơ sở y tế uy tín. Việc tẩy nốt ruồi là một thủ thuật y khoa và cần được thực hiện bởi những người có chuyên môn và kinh nghiệm. Bạn nên tìm một cơ sở y tế uy tín và có giấy phép hoạt động để đảm bảo an toàn và hiệu quả của việc tẩy nốt ruồi. Bạn nên tránh những cơ sở không rõ nguồn gốc hoặc sử dụng những thiết bị, thuốc không được kiểm định. Chuẩn bị trước khi tẩy nốt ruồi, bạn nên làm sạch da ở vùng có nốt ruồi trước khi đi tẩy. Bạn cũng nên tránh tiếp xúc với ánh nắng mặt trời hoặc các chất kích thích như cồn, xà phòng hay mỹ phẩm ở vùng có nốt ruồi. Nếu bạn dùng thuốc chống đông máu hoặc thuốc giảm đau, bạn nên báo cho bác sĩ biết trước khi tẩy nốt ruồi. Chăm sóc sau khi tẩy nốt ruồi. Sau khi tẩy nốt ruồi, bạn cần chăm sóc vết thương để tránh các biến chứng. Bạn nên giữ vết thương khô và sạch, che chắn bằng gạc hoặc băng cá nhân và thay đổi thường xuyên. Bạn cũng nên tránh tiếp xúc với ánh nắng mặt trời hoặc các chất kích thích ở vùng có vết thương. Nếu bạn có các dấu hiệu như sưng, đỏ, đau, chảy máu, rỉ dịch hoặc sốt sau khi tẩy nốt ruồi, bạn nên đi khám bác sĩ ngay. Nói chung, việc tẩy nốt ruồi là một quyết định cá nhân và có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe và thẩm mỹ của bạn. Tuy nhiên, bạn cũng cần cân nhắc kỹ trước khi quyết định tẩy nốt ruồi và nên tham khảo ý kiến bác sĩ da liễu để được tư vấn và hướng dẫn. Bạn cũng nên chọn phương pháp tẩy nốt ruồi phù hợp, tìm một cơ sở y tế uy tín và chăm sóc vết thương sau khi tẩy nốt ruồi để đảm bảo an toàn và hiệu quả. Hy vọng bài viết này đã cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích về nốt ruồi và các phương pháp tẩy nốt ruồi.